Hôm nay tôi sẽ trải qua 24 giờ trở thành quái vật cá sấu Jonchosit ở thế giới dưới nước. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại biến thành nông nổi như thế này? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Vâng, chào các bạn. Khi mới bắt đầu, tôi là một con cá sấu hoàn toàn bình thường. Tôi hay thường đi bắt những con cá dưới đáy sông để ăn thịt bồi bổ cơ thể. Rồi sau đó tìm một vài em cá sấu cái để có thể cùng nhau sinh con. Nhưng ngày hôm nay, đột nhiên tôi cảm thấy cá dưới sông thật là ngấy. Ăn hoài thì cũng chán, nên tôi quyết định di chuyển lên trên bờ sông và tìm thứ động vật nào đó trên cạn để có thể thay đổi khẩu vị của mình. Nước ở đây thật là trong, ức ức ức, ngon quá. Nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường nào. Từ dưới sông tôi đã nhìn thấy hình bóng của những sinh vật trên cạn đang uống nước, khiến cho tôi vô cùng thèm thuồng và chảy hết cả nước vải. Được rồi, nhanh chóng lên bờ và bắt đầu chiến thuật săn mồi của mình nào. Nghỉ ngơi đủ rồi, nhanh chóng lên đường thôi. Cứu, cứu tôi với, tôi đau bụng đẻ quá, tôi sắp sinh con rồi. Hả, có chuyện gì vậy? Là một con cá sấu mà. Này, này, anh bạn, có chuyện gì xảy ra với anh bạn vậy? Tôi là một con cá sấu cái yếu đuối, bạn trai tôi nó làm cho tôi cái bụng thè lè, rồi nó bỏ tôi đi. Bây giờ, tôi sắp chữa rồi, tôi không biết làm gì cả, đau quá đi. Trời, trời đất ơi. Sao nhìn giống như một con cá sấu đực thế này? Thôi, thôi được rồi, bây giờ tôi phải làm sao để giúp cô? Anh thật tốt bụng, anh chỉ cần lại đây cho tôi gặm vào chân của anh để lấy sức nặng đẻ là được rồi. Hả? Không, không thành vấn đề. Được rồi, cô hãy cố gắng lên, chân của tôi nè, ráng gặm vào đi, lấy sức mà sinh con ra. Hay quá, hay quá. Thế là tôi cũng đã dùng cái trí tuệ 1+1=4 của mình để lừa con hồ này. Và kết quả, nó tự giao trứng cho ếch. Tôi gặm lấy chân của nó, sau đó cắn xé luôn người của nó và nhai đầu của nó, khiến nó chết một cách vô cùng đau đớn và tức tưởi. Chết tiệt! Đồ thứ lừa đảo! Sau đó thì tôi cũng đã đánh chén buổi sáng của mình. Thật là ngon. Công nhận, thịt của những động vật trên cạn này không có thứ gì sánh bằng. Được rồi, tôi sẽ tiếp tục chờ những sinh vật nào khác đi ngang qua đây, rồi dẫn dụ bọn chúng để tôi được xé xác. Chết tiệt, cái hành tinh đáng ghét này thật khủng khiếp. Cũng may mình thoát khỏi lũ động vật trong rừng đó, nếu không mình cũng trở thành nạn nhân của bọn chúng. Này, này, làm ơn cứu tôi với, cứu tôi với. Tôi bị mồ côi, tôi không cha không mẹ. Làm ơn bố thí cho tôi vài đồng đi. Hả? Gì thế này? Một sinh vật bị mồ côi à? Nhưng sao trong ngươi có vẻ mập địch thừa cân thế? Tôi bị bệnh phù người đó, chứ không phải là thừa cân đâu. Làm ơn cho tôi một ít đồ ăn được không? Vậy hả? Ngươi thật tội nghiệp nhỉ. Nhưng ta làm sinh vật ký sinh, ta đâu có đồ ăn gì đâu. Không sao, không sao. Chỉ cần anh bạn đứng im một chỗ để tôi lại gần đó là tôi sẽ thấy đỡ hơn nhiều. Yeah, tao sẽ xé xác mày. Mày mất bẫy rồi. Hả? Cái gì? Dám lừa ta à? Thật không ngờ, trải qua mấy tiếng săn mồi trên cạn, Tôi gặp phải một chuyện kinh hoàng. Tôi nhìn thấy một sinh vật hết sức lạ lùng. Tôi định lừa nó, xé xác nó, nhưng thật không ngờ khi tiến lại gần nó, nó đã chui tọt vào trong cơ thể tôi, điều khiển tôi, rồi biến cơ thể tôi thành một thứ quái vật gớm ghiếc. Ta không có ý định ký sinh vào vật chủ, nhưng người ép ta, ta đành phải như vậy thôi. Được rồi, hình như ngươi là một con cá, ta sẽ quay về thế giới dưới nước để tìm kiếm thức ăn, bồi dưỡng cơ thể mới này. Hả? Nhìn kìa, nhìn kìa, là cá sấu. Cá sấu từ trên bờ chạy xuống nước săn mồi kìa. Mau chạy đi, mau tản ra đi. Thì ra cái cơ thể này là cơ thể của một con cá sấu. Hay lắm, dưới đây thật nhiều thức ăn, ta sẽ nuốt hết tất cả vào bụng.
Không những tôi gặp phải chuyện kinh hoàng, mà tất cả muôn loài dưới đáy sông này đều giống như tôi. Thậm chí bọn chúng còn thảm thương hơn. Bọn chúng bị xé toạc đầu, toạc tay, toạc chân để làm thức ăn cho thứ quái dị đang điều khiển thân thể của tôi. Ngay cả những đồng loại cá sấu khác cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Ngon quá, ngon quá. Thật là đã, thật là thoải mái quá đi. Cứu tôi, có ai cứu tôi không? Hả? Kẻ nào la lối sầm vậy? Hình như có chuyện gì xảy ra trên cạn thì phải. Lên đó xem thử cái nào. Chết tiệt. Vì thế này, một sinh vật kỳ quái. Đúng rồi, là chủ thể của một ký sinh trùng giống như mình mà. Mẹ kiếp, ai đã giết nó thế này? Đây, hù cao cổ dưa cho xin. Hù cao cổ dưa cho xin. Cậu có làm sao không? Mau trả lời tôi đi. Ngộ kiếp, tôi phải báo thù cho cậu. Tôi chết tiệt kìa. Ngươi phải trả giá đắt. Cái quần què gì vậy? Liên quan gì tới ta? Ta không có làm. Ta chẳng qua chỉ nhiều chuyện chạy lên đây xem thôi mà. Nhưng khoan, hình như ngươi cũng giống như ta, cũng có ký sinh trùng trong cơ thể đúng không? Thì ra ngươi là một con cá sấu đã bị ký sinh. Chết tiệt, bọn ta không giống như ngươi. Bọn ta đã đẩy lùi cái thứ ký sinh ra khỏi cơ thể rồi. Bây giờ bọn ta tự làm chủ bản thân của mình. Ngươi dám giết chết đồng đội của ta, ta sẽ nghiền nát ngươi thành chấm mảnh. Chết tiệt, ta bảo rồi, ta không có làm. Ta không liên quan gì tới hắn. Hắn dụ dỗ vợ của ai rồi bị người ta đánh chết, tự nhiên rơi xuống đây đối thừa ta. Ngươi thật là vô lý. Cấm mồm, ta không cần biết ngươi có giết cậu ta hay không. Nhưng những thứ ký sinh trùng ký sinh vào sinh vật ở trái đất này đều bị đáng chết. Các người không thuộc về nơi này. Mau ra khỏi cơ thể của con cá sấu này ngay lập tức. Cái gì? Thì chết tiệt này. Vậy là người muốn trừ khử ta cho bằng được chứ gì? Khốn kiếp, ta không khách sáo nữa. Ta xin nghiệt nát ngươi để cho ngươi thấy được sức mạnh của loài ký sinh trùng bọn ta là như thế nào. Mày kiếp, ngươi cũng thật lợi hại đó. Nhưng ta nhất quyết có chết cũng kéo ngươi chết chung. Không dễ dàng như vậy đâu. Ta sẽ cho ngươi chết trước. Ngon quá, ngon quá. Trời đất ơi, ngon nhất hồi đó giờ mình từng ăn. Vậy thì mình sẽ ăn luôn thịt của con hươu vô chó xét kia luôn. Suốt một khoảng thời gian dài cơ thể tôi khống chế đã trôi qua, tôi tưởng rằng lần này có những sinh vật vô chủ xích kỳ lạ sẽ giúp tôi thoát khỏi ký sinh trùng kia. Nhưng thật không ngờ, thứ ký sinh trùng đó kết hợp với cơ thể của tôi quá mạnh, đã giết chết ngược lại những sinh vật vô chủ xích. Kết quả nó còn ăn luôn cơ thể của bọn chúng nữa chứ. Sau đó khiến cho người của tôi càng trở nên gớm ghiếc hơn nữa. Không ngờ cơ thể của bọn chúng lại giúp ta nhiều nguồn năng lượng ký sinh đến như vậy. Được rồi, nhanh chóng quay trở lại dưới dòng sông thôi. Anh bạn, khoan đi đã. Anh bạn thật là mạnh mẽ đó. Hả? Kẻ nào nữa đây? Gì thế này? Thành một quái vật chua cho xích định tới đây giết ta nữa à? Đừng hiểu lầm. Tôi không chung bọn với cái lũ hồi nãy đâu. Tôi là quái vật heo Yonchosin đang bị ký sinh trùng ở bên trong. Tôi cũng giống như anh bạn đó. Nào, chúng ta hãy trở thành đồng đội đi săn bắt và giết hết những cái loài ở trái đất này. Ta không mắc bẫy của ngươi đâu. Con cá sấu này rất gian manh. Những cái trò của ngươi giống như những cái trò của nó đã bày ra, nên ta thấu hiểu tất cả. Mẹ kiếp, ngươi định lừa ta rồi xé xác ta chứ gì? Ngươi không có cơ hội đâu. Bây giờ ta sẽ giết ngươi. Chết tiệt. Con cá sấu vô chỗ xích này. Ngươi bình tĩnh lại đi. Ta chỉ có thiện trí như ngươi. Ta cũng là đồng loại của ngươi. Ta là ký sinh trùng đang trong cơ thể con heo này. Ta không giống như cái bọn hồi nãy đã bị đẩy ký sinh trùng ra đâu. Thứ này thật cứng đâu. Đến giờ phút này mà ngươi còn dám lừa ta. Vậy được rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Chết đi. Không, dừng lại. Vậy là 24 giờ cũng đã trôi qua.
tôi hoàn toàn biến thành một quái vật cá sấu Jojo Six kinh tởm và bị khống chế hoàn toàn.